Hi, xin được tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đến kênh khủng long của mình. Nên mình xin giới thiệu với mọi người, trước mặt ta đây là một con khủng long Yanchunosaurus. Yanchunosaurus là một con khủng long sống ở Trung Quốc vào cuối kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 87-92 triệu năm trước. Đây là một loài khủng long cơ thể ước tính dài khoảng 8-9 mét, cao 4-5 mét và nặng từ 5-6 tấn. Yanchunosaurus có một cái hộp sọ dài, hẹp, hàm răng sắc nhọn. Yanchunosaurus thường sống trong cái khu rừng rậm và đồng cỏ. Thức ăn của nó đa phần là thịt, bao gồm khủng long ăn cỏ, thằn lằn và cá. Đây là một kẻ săn mồi khá là đỉnh cao. Chúng thường tấn công con mồi bằng cách cắn, xé, vồ, vập, dẫm đạp. Là một kẻ săn mồi khá là mạnh trong cái hệ sinh thái của nó. Tuy nhiên, Yanchunosaurus bị cạnh tranh bởi T-Rex thì nó có thể làm thức ăn cho cá T-Rex. Lần tiếp theo của chúng ta trong ngày hôm nay, trước mặt chúng ta đây là một con khủng long Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus là một chi khủng long theropod lớn sống ở châu Phi và châu Âu vào cuối kỷ phấn trắng, cách đây 98-93 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt từ 12-13 mét, cao 4-5 mét và nặng khoảng từ 6-8 tấn. Carcharodontosaurus có một cái hộp sọ dài hẹp cùng với hàm răng khá là to. Thức ăn của nó thường đa phần là cái khủng long ăn cỏ, thằn lằn và cả cá. Môi trường của nó thường sống trong khu rừng rậm, đồng cỏ và cả sa mạc. Đây là một kẻ săn mồi khá là đỉnh cao trong hệ sinh thái. Nó có thể hạ gục con mồi lớn chỉ bằng một cú táp. Ngoài ra, nó cũng có thể là con mồi cho các loài khủng long theropod lớn khác, chẳng hạn như là Spinosaurus. Khủng long tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay chính là chúng ta là con khủng long Indoraptor. Indoraptor là một loài khủng long hư cấu xuất hiện trong phim Jurassic World. Nó là sự kết hợp giữa hai nguồn DNA là từ Indominus Rex và Velociraptor. Indoraptor sở hữu cho mình một trí thông minh khá là vượt trội, khả năng tàng hình trong môi trường nhờ làn da đen sẫm, di chuyển rất là linh hoạt, leo trèo rất là thành thạo, là một kẻ săn mồi rất hung dữ, tàn bạo và cực kỳ thông minh. Nó sử dụng các móng vuốt của mình để có thể vồ vập lấy con mồi, cào xé và có thể cắn con mồi. Tuy nhiên, đây là một loài khủng long hư cấu không có thật và chỉ xuất hiện trong phim. Theo trước mặt chúng ta đây là một con khủng long Dorizinosaurus. Dorizinosaurus còn gọi là một loài thằn lằn lưỡi hái, là một chi khủng long chân thú sống ở châu Á vào cuối kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 70 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt 9 mét và nặng khoảng 5 tấn. Mỗi bàn tay của Dorizinosaurus có 3 móng vuốt, mỗi móng vuốt có thể dài lên tới 1 mét. Thức ăn của Dorizinosaurus là thực vật. Tuy nhiên, đôi khi chúng có thể ăn các côn trùng và các loại động vật nhỏ khác. Tiếp của chúng ta. Đây, cái tiếp chứng là một con khủng long Pentaceratops. Pentaceratops là loại khủng long ăn cỏ sống ở Canada vào cuối kỷ Rota, cách đây từ 75-77 triệu năm trước. Chúng được biết đến là một loài khủng long với cơ thể ước tính dài lên tới 7 mét. Cao khoảng 3 mét và nặng tầm khoảng 6 tấn. Pentaceratops được cho là một loài ăn thực vật. Thức ăn của nó thì đa phần là các loại lá cây, cành cây, trái cây. Chúng thường di chuyển theo thành đàn để có thể bảo vệ nhau. 5 cái sừng trên đỉnh đầu của Pentaceratops là một điểm khá là độc đáo để phân biệt với các loài khủng long khác.
Tiếp của chúng ta đây, dân mạng chúng ta đây là một con khủng long Spinosaurus. Spinosaurus là một con khủng long theropod khổng lồ sống ở khu vực Bắc Phi vào giai đoạn muộn của kỷ phấn trắng, cách đây từ 93,5 đến 99 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt từ 15 đến 18 mét và nặng từ 12 đến 20 tấn. Spinosaurus cho là sống chủ yếu ở ven biển, sông hồ, nơi có tiền nó thể tìm thấy các loài cá, động vật có vỏ và thậm chí khủng long nhỏ hơn. Nhiều bằng chứng cho thấy Spinosaurus thể bơi lội khá là giỏi nhờ vào các cơ vật cấu trúc xương để thích hợp cho việc với bơi lội. Lông tiếp theo của chúng ta, đây là một con khủng long Iguanodon. Iguanodon là một loài khủng long ăn cỏ sống ở châu Âu vào thời kỳ đầu của kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 100 đến 140 triệu năm trước. Đây là một trong những cái loài khủng long phổ biến, sớm nhất. Chiều dài có thể ước tính đạt từ 10 đến 12 mét. Cao từ 4 đến 5 mét. Và nặng tầm khoảng 4 tới 5 tấn. Iguanodon là một loài khủng long ăn thực vật, thức ăn của nó thì đa phần là lá cây, cành cây và trái cây. Răng của nó có cấu trúc khá là phức tạp để giúp nó thể nghiền nát thức ăn hiệu quả. Chúng sống trong cái khu rừng rậm và đồng cỏ, nơi có thể tìm thấy nguồn thức ăn khá là dồi dào. Ngoài ra, Iguanodon còn là con mồi cho các loài khủng long theropod lớn khác, chẳng hạn như Deinonychus và Eltyranosaurus. Năm tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay, trước mặt chúng ta đây là một con khủng long Sinotyrannus. Sinotyrannus là một chi khủng long theropod lớn sống ở châu Á vào cuối kỷ Rêta, cách đây 70 đến 127 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt từ 10 đến 14 mét, cao 5 đến 6 mét và nặng từ 5 đến 7 tấn. Sinotyrannus có một thân hình khá là to lớn và mạnh mẽ. Chúng thức ăn của nó thì đa phần những bụng độc của động vật lớn, khủng long ăn cỏ, khủng long theropod nhỏ và thậm chí là động vật có vú. Sinotyrannus là một loài khủng long chạy nhanh và khá là mạnh mẽ. Chúng sử dụng cơ bắp và chi sao để có thể đuổi theo con mồi chiến đấu với những kẻ săn mồi khác. Sinotyrannus có thể xoay đầu 90 độ, điều này cho phép có thấy được quan sát được con mồi từ nhiều góc. Tuy nhiên, Sinotyrannus cũng có thể là con mồi cho các loài động vật lớn hơn, chẳng hạn như là Eutyrannus hoặc Tarbosaurus. Tiếp theo, đây là loài khủng long Megalosaurus. Megalosaurus là một loài khủng long sống ở Anh vào đầu kỷ Jura, cách đây 165 triệu năm đến 180 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt khoảng 9 mét, cao 3 mét và nặng tầm khoảng 1 tấn. Megalosaurus là loài ăn thịt. Thức ăn của nó thì bao gồm khủng long ăn cỏ, khủng long theropod nhỏ hơn và thậm chí là cá bò sát bay. Megalosaurus thường sống trong các khu rừng rậm và đồng cỏ, nơi nó có thể tìm thấy nguồn thức ăn khá là dồi dào, di chuyển khá là nhanh và linh hoạt. Trong môi trường sống của mình, Megalosaurus cũng có thể là mồi cho các loài khủng long theropod lớn giống như là Allosaurus hoặc Ceratosaurus. Chúng thường sống theo bầy đàn để có thể bảo vệ và kiếm ăn cùng nhau. Tiếp theo cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, đây là con khủng long Stegosaurus. Stegosaurus là một loài khủng long ăn cỏ sống ở Bắc Mỹ và châu Âu vào cuối kỷ phấn trắng, cách đây 145 đến 130 triệu năm trước. Chiều dài có thể ước tính đạt 9 mét, cao 4 mét và nặng từ 4 đến 7 tấn. Stegosaurus có một cái tấm lưng khổng lồ được tạo thành từ 17 tấm xương gai nối liền với nhau trên cột sống. Nó có một cái đầu nhỏ mỏ sừng để giúp nó có thể ăn các loại lá cây, cành cây. Stegosaurus là một loài ăn thực vật,
Chúng thường sống trong khu rừng rậm và đồng cỏ và thường sống trong bầy đàn để có thể bảo vệ nhau. Vũ khí lợi hại của Stegosaurus là nhờ cái tấm lưng gai đặc biệt và những cái gai đuôi này có thể gây sát thương cho cá thù và có thể gây tử vong cho các loài khủng long khác. Video của mình đến đây đã hết. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye.